Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm xã Xuân Quan và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xuân Quan là địa phương vừa đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 vừa qua. Thăm nơi tập kết các loại hoa cây cảnh mà người dân hai xã Xuân Quan và Mễ Sở đang chuẩn bị cho đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị đã được nông dân nơi đây nhân giống thành công, mang lại giá trị kinh tế cao. Vẫn gắn bó với nghề nông, nhưng thay vì trồng lúa, ngô, khoai, lạc, nhiều hộ dân xã Xuân Quan đã chuyển sang trồng hoa. Nhiều gia đình đã đổi đời từ việc mạnh dạn chọn hướng đi này. Nông dân trong xã đã tự sản xuất cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô. Thu nhập bình quân trên một hecta đất nông nghiệp tại xã đã tăng từ 10 đến 20 lần, trung bình khoảng trên 500 triệu đồng một hecta, có nơi từ 1 đến 1,2 tỷ đồng một hecta một năm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng của địa phương. Nên dù diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, nhưng lợi nhuận lại tăng gấp nhiều lần, giúp nâng cao đáng kể thu nhập và mức sống của nhân dân. Do chọn hướng đi riêng là hoa chậu, hoa giỏ treo, hoa thảm, cây trang trí nội ngoại thất, nên bất cứ thời gian nào trong năm, thương lái và du khách ghé thăm Xuân Quan đều có thể chọn mua đủ loại hoa cây cảnh. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Xuân Quan gần làng gốm Bát Tràng, sự kết hợp hoa Xuân Quan, gốm Bát Tràng sẽ góp phần thúc đẩy hai làng nghề cùng hợp tác phát triển. Cũng trong chiều ngày 6 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và tặng quà bà Vũ Thị Ca, sinh năm 1935, tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở. Bà là vợ của liệt sĩ Vũ Đình Tụ, hy sinh tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã tới dâng hương tại tượng đài liệt sĩ Tô Hiệu trong khuôn viên nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.